5 nhân viên an ninh nước ngoài thiệt mạng vì bom tự sát tại Cabo. Một tay đánh bom tự sát giết chết 5 nhân viên bảo vệ an ninh nước ngoài tại một doanh trại ở Cabo vào ngày hôm nay. Cảnh sát Afghanistan nói kẻ đánh bom đi trên xe gắn máy đã kích nổ gần lối vào khu doanh trại có trụ sở của cơ quan chống ma túy cũng như một cơ quan hợp đồng nước ngoài. Có ít nhất 6 người bị thương trong vụ nổ xảy ra gần phi trường Kabul. Cư dân địa phương Ahmad Zia ở gần nơi vụ nổ xảy ra cho biết, vào buổi sáng sớm khi ông đang ngủ, thình lình có tiếng nổ làm ông thức dậy. Ông cho biết đây là một vụ tấn công tự sát bên ngoài một căn cứ nước ngoài. Ông cố gắng vào căn cứ xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng người Hoa Kỳ tại đó không cho ông vào. Taliban nhận trách nhiệm trong vụ tấn công nói rằng 15 lính xâm lược bị giết và nhiều xe cộ bị hư hại mà họ nói là tại một căn cứ tình báo nước ngoài. Phe nổi dậy thường phóng đại số tử vong và chi tiết của các cuộc tấn công của họ. Chưa có bình luận gì về cuộc tấn công từ phía Hoa Kỳ và liên minh do NATO lãnh đạo. Quốc tịch những nạn nhân chưa được xác nhận. Bạo động diễn ra giữa lúc Hoa Kỳ chuẩn bị rút lui hầu hết lực lượng khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Vụ này cũng xảy ra giữa lúc có đối đầu về cuộc bầu cử tổng thống của Afghanistan. Cả hai ứng cử viên Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đều đồng ý để Liên Hiệp Quốc giám sát việc kiểm soát phiếu bầu trong cuộc bầu cử vòng 2 ngày 14 tháng 6. Kết quả sơ khởi cho thấy ông Ghani dẫn đầu 1 triệu phiếu. Ông Abdullah bác bỏ kết quả, cáo buộc Tổng thống Hamid Karzai giữ chức bầu cử và phe ông Ghani hợp tác để chống lại ông bằng cách gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử có thể đưa đến việc chuyển quyền ôn hòa lần đầu tiên trong lịch sử Afghanistan.